Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Hùng TV đây. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến con Kufan, con game bài đổi thưởng lộc thưởng cực quý tín luôn anh em. Thì hôm nay vốn của mình là 1.9 triệu nha anh em. Thì 1.9 triệu. Hôm nay mình baccarat nha anh em. Lâu lắm rồi. Có khá là nhiều anh em nhắn tin cho mình bảo là vào đánh baccarat đi. Thì hôm nay 1.9 triệu này mình sẽ vào đấy xúc nha anh em. Hy vọng hôm nay có lái anh em ơi. Thì ở cái baccarat này thì anh em chọn cái bàn nào mà cái tỷ lệ nhà con nhà cái nó đừng có chênh lệch nhiều quá đấy anh em ạ. Đấy. Mình chọn cái bàn này là hợp lý là 15-15 anh em. Ôi, bàn này nhiều hòa anh em nhỉ. Nhiều hòa thì không sao, hòa nếu mà vào hòa thì nó sẽ giả lại tiền cho mình nhá. Nên anh em cứ tự tin mà chơi. Đấy, ban đầu anh em để cho nó chơi một ván nhá. Sau đấy anh em để ý cái con đầu tiên ấy, bên nào cao hơn thì anh em phang bên đấy cho mình. Đây này, bên 9 này, nhà cái nó cao hơn này. Nhà con là số 2, nhà cái là số 9, anh em đánh bên 9 cho mình nha. Với cái con baccarat này thì bắt buộc anh em tiền của anh em phải đủ gấp thép 3 lần nha. Dưới 3 lần là không chơi được nhá, auto không chơi được luôn anh em. Này 200k này, mình sẽ gấp thép từ 200k lên. 200k bên nhà cái. Quả đầu tiên hy vọng trượt đi anh em ạ. Đây, trượt rồi anh em ơi. Đấy, bên nhà con vua rồi. Đấy, quả đầu tiên trượt thì những quả sau thì nó mới đỏ anh em ạ. Đấy, cờ bạc là thế anh em. Anh em đánh cái gì cũng thế thôi. Đấy, vừa vào phát ăn luôn thì auto những ván sau, những càng về sau thì càng đen lắm. Bây giờ mình sẽ đánh 500k bên nhà con nhé. Anh em để ý cái lá bài đầu tiên ấy, bên nào to hơn anh em cứ phang bên đấy cho mình. Đấy, càng về lâu về dài anh em càng ăn thôi. Gì? Ôi, thôi xong rồi, quả này đi rồi anh em ạ. G với 10. Đấy, anh em đánh bên G cho mình nhá. Tức là anh em đánh tiếp nhà con cho mình. Đấy, lần này là lần thứ 3 rồi nha. Lần thứ 3 thì anh em có thể tất tay được nhá. Vì mình chưa khi nào thua tay thứ lần thứ 3 luôn anh em ạ. Đấy, có bao nhiêu anh em quất hết cho mình ở bên nhà con này. Đánh cái này thì anh em để ý mà xem, càng về lâu về dài anh em càng ăn. Những quả đầu tiên thì nó hay toang lắm. Đấy, giống như mình này. Nhưng càng về sau thì anh em sẽ ăn thôi. Yên tâm đi anh em ạ. Đấy, chín nước ăn này anh em ơi. Ngon quá. Đấy, có lá rồi, bắt đầu có lá rồi anh em ơi. 8 với G, anh em đánh bên G cho mình nhá. Tức là anh em đánh bên nhà cái cho mình. Anh em cứ để ý lá bài đầu tiên nhá. Bên nào cao hơn thì anh em cứ đánh bên đấy cho mình. À, con link Kufan thì mình link tải con game Kufan, mình để dưới phần mô tả nhá. Anh em là tải theo link của mình thì nhắn tin qua Tele cho mình để nhận code test game với lại bảo hành vấn đề nộp rút cho anh em. Khi anh em đã thắng rồi anh em quay về mốc ban đầu 200k cho mình. Đấy, lại ăn anh em ơi. K với 2, anh em đánh bên K cho mình nhá. Tức là anh em đánh nhà con cho mình. Để anh em quay về mốc 200k ban đầu thôi. Đánh kiểu này thì mình hy vọng kiếm được tầm 500k, 700k, 1 triệu thôi anh em ạ. Cứ tầm đấy thôi. Cứ một con game thì mình kiếm tầm như thế. Đấy, quá hợp lý luôn anh em. Vừa an toàn lại vừa chắc cú anh em ạ. Vừa dễ chơi, dễ trúng là rút ngay. Tí nữa cuối video mà lái thì mình sẽ rút luôn nhá anh em. G5 này. Ôi, quán này thua nhá. G với 9 anh em tiếp tục đánh bên G cho mình này, tức là đánh nhà con này. Gấp đôi lên anh em, mình thì không gấp đôi, mình lên 500k luôn anh em ạ. Đấy, hợp lý anh em ơi, 500. Đấy, anh em nào xem video, thấy video hay, anh em xem cuối video ấy mà like đấy, thì anh em cho mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông vào nha anh em. Để mình ra tìm ra những cái thủ thuật mà mới hay hơn, ý nghĩa hơn, gửi tặng anh em. Tỷ lệ phần trăm thắng cao hơn, đấy, kiểu vậy anh em. Đấy, ăn này anh em ơi. 600k ăn luôn. Đấy, và anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông vào để khi nào mình lên video mà mình lái to ấy, hay là mình live stream ấy, thì mình sẽ phát lọc Momo tặng anh em. Tiếp tục đánh bên nhà con 200k. Đấy, lái khá rồi đấy, nhưng mà lái gần 1 triệu bạc rồi đấy này. Đã 1 triệu rồi đấy. Nếu mà không tính 200k vừa đánh là 1 triệu, lái đủ nguyên 1 triệu rồi đấy. Mình sẽ cố lên lái 1 triệu rưỡi, 1 triệu 3, 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi gì đấy, mình sẽ nghỉ nhá. Hơn 1 triệu xíu anh em. Đấy, lại có thêm 200k này. 7 với G. Anh em đánh bên G cho mình, tức là đánh nhà cái nhá. Cứ lá đầu tiên bên nào to anh em phang cho mình. Auto win nhá. Nhưng bắt buộc anh em phải đánh đúng cái yêu cầu của nó cơ. Tức là từ 2 thì anh em lên 4, 4 xong lên 8 rồi. Còn mình thì mình sợ video dài mình không gấp thép được, thì mình 2 mình lên 5, lên 6 luôn đấy. Nhưng mà mình tự tin rồi anh em ạ. Ván này thua này, quy với 2. Đánh quy nhá, đánh nhà con nhá.
mình đánh quen rồi thì mình biết thì đến tầm con thứ hai, thứ ba, thứ tư thì ăn được là mình phang thôi nhá. Bây giờ tiền to, vốn to rồi thì mình sẽ gấp thép 4 lần. Mình tính toán làm sao gấp thép 4 lần, tức là 2 lên 4, 4 lên 8, 8 lên 1,6 triệu nhá. Vừa đủ luôn anh em ơi. Ôi, lại ăn này anh em ạ. Ngại anh em nhỉ. Bao nhiêu? 3 triệu 3 à? Thôi. Làm phát nữa 3 triệu rưỡi nghỉ nhá. Thêm 200k. Bên nhà con. Link tải con Kufan mình để dưới phần mô tả nhé nhé. Anh em tải game lần đầu biết đến con game mà tải theo link của mình, nhớ nhắn tin qua để qua Tele cho mình ấy. Tele của mình cũng để dưới phần mô tả nhé. Đấy, nhắn tin qua để nhấn code test game. Ăn này. Ôi mẹ, hai bên đều vua này. Thôi hòa rồi anh em ạ. Thôi thế là đen rồi đấy. Thôi nghỉ nhá. Thôi vừa thôi anh em ạ. Nó sẽ giả tiền lại cho mình đúng 3 triệu 3. 3 triệu 3 với trừ đi 1 triệu 9. Mình lá 1,4 triệu, đúng 1,4 triệu. Thôi nghỉ anh em ơi. Đấy, vừa vào cái 9 mà không được ăn, tức là anh em đen rồi đấy. Anh em đánh tiếp dễ toang á. Bây giờ mình rút 4, rút 1,4 triệu nhá. Đấy, anh em xem video nhớ cho mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để mình có động lực làm những video tiếp theo hay hơn, tỷ lệ phần trăm thắng cao hơn, ý nghĩa hơn, chỉ tặng anh em để anh em tham khảo cho vui giải trí nha anh em. Lịch sử rút của mình đây. Đấy, 1,4 triệu, ngon anh em ơi. Đấy, cứ mỗi một con game làm tầm 5-700, 1 triệu thế là quá đẹp. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp anh em những video tiếp theo.